Công cụ tiếp theo đó là tiền tệ và lưu thông tiền tệ. Bản chất của lưu thông tiền tệ thì đây chính là sự vận động liên tục của tiền tệ khi lấy sự trao đổi hàng hóa làm tiền đề. À các hình thức lưu thông tiền tệ căn bản à, ví dụ như là lưu thông bằng tiền mặt à, hay như là lưu thông không dùng tiền mặt, ví dụ như là chuyển khoản hay như là thẻ tín dụng vân vân. Đặc điểm của lưu thông tiền tệ ở nước ta hiện nay thông qua một vài những cái điểm sau À, thứ nhất đó là chuyển từ lưu thông tiền tệ theo cơ chế cấp phát sang theo cái hình thức đó là cơ chế kinh doanh thứ hai là chuyển từ lưu thông tiền tệ mang tính độc quyền của hệ thống ngân hàng nhà nước sang lưu thông có sự tham gia của nhiều ngân hàng khác nhau thứ ba là chuyển từ lưu thông tiền tệ mang tính khép kín sang cơ chế mở cửa hội nhập À, vai trò của lưu thông tiền tệ ở nước ta hiện nay à, nó đã à, có một cái vai trò rất là quan trọng là điều kiện để sản xuất diễn ra bình thường và liên tục thứ hai nữa là lưu thông tiền tệ là khâu trung gian góp phần thỏa mãn cái nhu cầu của xã hội thứ ba là lưu thông tiền tệ nhằm nâng cao cái hiệu quả sản xuất kinh doanh đặc biệt là của các doanh nghiệp thứ tư là nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế trong nước với nước ngoài